Rồi, hello em, xin chào anh em chú bác nha. Thì hôm nay em có số đồ số máy tiếp tục giới thiệu tới anh em ha. Mong anh em thương và ủng hộ giúp em ha. Anh em thương em cho em xin một like, một lượt đăng ký nha anh em. Em chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thì hôm nay em có lại một số máy bãi nha anh em. Thì chắc em quay video sơ cho anh em xem để em quay góc rộng cho em dễ thấy ha. Đó, đây là máy bãi, máy 12V. Nói chung là bla các kiểu, 12V các kiểu nha. Thì 12, 14, 18 gì đó thì anh em thích cái nào thì mình mua cái đó giúp em nha. Thì anh em liên hệ góc trái màn hình số điện thoại nha, Zalo em cũng xài số đó nha anh em ha. Thì nếu mà anh em cần linh kiện thì em sẽ có một số linh kiện để giới thiệu tới anh em. Nói chung là linh kiện thì có tờ lưa ở trên, em không biết anh em cần cái món nào thì ấy em alo em ha. Thì nói chung thì em đa số là linh kiện để đình giống pin nha anh em, sạc vỏ với lại mạch kẽm các kiểu nha. Đó, chì hàng đồ đó anh em, dây sạc điện thoại nè, đây là chì nè ha. Có cò máy không thang chứ quên, cò máy không thang hết anh em ha. Kiểm các linh kiện nè, sạc 12V, 2S, 3S, 4S, 5S ha. Đó, thì em sẽ quay sơ vậy. Thì hôm nay em sẽ không có giới thiệu phần bên đây, thì em chỉ giới thiệu phần máy bãi nha anh em ha. Thì em lấy được mấy thùng của laser anh em, laser để mà mình dán gạch, đót gạch đó anh em, cân bằng rồi đó. Laser mà loại xài cảm ứng á, một cái 650 ha. Thì đó, cái đó thì em giới thiệu sau đi. Thì hôm nay em giới thiệu máy bãi 12V nha anh em ha. 12V, 14V với lại 18V, nó có máy mài luôn nha anh em ha. Đó, bên trong thì nó dòng 18V với lại 40V. Đó, bên trong á. Đó, máy mài nè anh em, máy mài bãi nè, máy mài bãi lên con nè. Đó, con ngồi đứng đó nữa kìa ha. Nói chung là chút xíu em giới thiệu từng chi tiết nha. Rồi, thì cảm ơn anh em nha. Thì chúc anh em sức khỏe nha, thành công trong việc cuộc sống nha. Thì hôm nay em sẽ ghi số. Thì cái món nào em giới thiệu thì em sẽ ghi số từng món nha anh em, để cho anh em tiện việc mình mua mình dễ ấy hơn ha. Thì rồi, thì với lại em có một số pin Sanjo nè anh em, pin Sanjo nè. Thì giờ chút xíu em giới thiệu xong rồi em sẽ lòi nó xuống giới thiệu luôn. Rồi, thì này là để dành chút xíu test máy ha. Rồi, ở đây thì em có loại pin thì em có em giới thiệu sơ dùm cho em mấy cái pin nha anh em, mấy cái pin nè. Pin này là pin 10 cell, pin 10 cell đóng pin Sanjo nha, pin Sanjo do băng á. Pin này là 4A, dung lượng nó là 4A, nó chở nó là 12.5 và pin 18650 nha anh em ha. Dòng xả nó là 20A. Đó, thì đúng ra dòng xả của nhà sản xuất là nó 25A nè, nhưng mà em trừ hao vậy đó anh em. Tại vì nói vậy cho dễ anh em, tại vì 20A là dư sức xài những cái con máy anh em ha. Máy mài, máy phan, máy cắt vừa là thoải mái nha. Thì để xíu em để cái điện thoại xuống, cái quay điện thoại xuống cho gõ để cố định cho nó đựng rung á. Nhiều khi rung cái anh em coi không được ha. Thì cái nào mà thiếu sót thì mong anh em thông cảm nha, lượng tình tha thứ giúp em nha. Thì ở đây em có một con máy mài nè anh em, máy mài còn khá là đẹp, 18V. Máy này nguyên zin nha anh em, nguyên zin chưa tháo mở gì trơn á. Đó, chưa tháo mở hết trơn, 18V, có loại 14V luôn. 14V cũng nguyên zin luôn ha. Đó. Thì chút xíu em giới thiệu luôn nha. Thì anh em đã xem video xem từ từ giúp em để hiểu rõ hơn chi tiết máy nha. Thì để em để lại cụ cái. Đây, rồi. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu một con máy máy này 7.2V hả? 7.2V ha. Rồi máy này chưa tháo mở luôn anh em ha. Thì bây giờ vậy sao thử? Vậy sao thử? Rồi bán đại nha anh em ha, bán đại nha. Không có thử được thì bán đại nè. Tại vì em có để sẵn đồ kẹp mà này nó có chỗ đồ kẹp rồi thử ha. Nó sao bằng sạc, con cái máy này còn rất là đẹp, rất là ok luôn, cho nên là khả năng sống là 80% nha nè ha. Còn anh em muốn bao sống thì em sẽ bao sống cho thoải mái anh em thử cho. Đó, em bao sống thì cái này là đảo chiều đây nè. Con này chắc không có điều tóc anh em, con này chắc không có điều tóc đâu. Rồi, này thì em bán hên xui. À, bán hên xui nha. Còn anh em nào muốn sống thì em bao sống cho, có gì trơn á, thoải mái ha, thêm tiền nha. Bao sống thêm tiền. Rồi bây giờ em sẽ bán con này 100.000. 100k nha anh em, cộng phí ship nha anh em. 100k con số 1 đi. Rồi 100k ha. Còn nếu anh em cho em xin 50, 150 em bao sống nha. 150 bao sống, còn cái này là không bao. Bao sống là 150 nha anh em, bán này 100. Số 1 nha, nhanh gọn nha anh em. Đầu kẹp không kẹt nha. Thì khoang này có 5 cấp trượt, 1 cấp phan nè anh em ha, 5 cấp trượt, 1 cấp phan. Con này 7.2V nha. Cái này tiện anh em mua về đóng pin 8.4V mở vít đó nè. Cái này mắc in Taiwan nha. Này mắc in Taiwan nè. Này của Taiwan đó nè. Nói chung hàng cũng xài khá ok á. Nói chung là xài ok, ngon lành á. Không có gì đâu. Nha. Rồi. 100.000. Chậm cộng phí xíu giúp em nha. Rồi số 1 em cho qua nha. Thì anh em chọn máy thì chọn số giúp em nha. Ở đây em có hai con.
con máy cắt gung này là hình như là nó không chạy anh nè, 18W nó không chạy, chạy đúng pin mà đó, mở đèn cháy thôi nè. Motor nó em không thấy không có gì hết trơn nha, cái này máy cắt gung nha. Rồi rồi, con này là máy cắt gung nè. Rồi bây giờ em sẽ thử của cái máy này anh nè, thử pin 18 nha. Rồi thử pin 18, đây là em có làm dấu rồi nè, này chắc em thử rồi nè, cho nên nó có dấu nè ha, thử rồi nên nó có dấu á ha. Rồi để vô. Rồi con này có than nha, máy này chưa tháo mở đầu gơ nha anh em, đầu gơ nha. Đó, đầu gơ máy này 14.4V của Hitman nha anh em, Hitman 14.4V nè, máy bắn dít nha, có dít dính trong đây luôn, điều tóc. Rồi máy hoạt động full nè, đầu gơ, đầu gơ nha. Thì anh em xem video xem từ từ để em báo cho anh em dễ mua, dễ tiện việc mua nha anh em ha. Rồi cái này là một cặp luôn nè, bán cặp vậy nè. Đó, số 2. Số 2 nha anh em, số 2. Con này đầu gơ nha, máy hoạt động full đầu gơ nha. Đầu gơ về đóng đầu lại xài, máy 14.4V. Rồi hai con này em bán số 2 cái, ghi số 2 cái anh em, số 2 ha. Hai con này em bán 350 nha anh em, 350k nè. Ha, chưa bao gồm phí ship nha anh em, chưa phí ship nha. Phí ship 30.000 nữa nha, hai con 350, số 2. Rồi em cho qua luôn nha. Này là hàng bãi không rồi nha anh em, đợt này em giới thiệu hàng bãi không rồi nha. Rồi con này là con này của Trung Quốc anh em, con này 14V anh em ha. Đó, 14V sạc nữa anh em. Đó, máy hoạt động full, máy có thang nha. Điều tốc. Đó, máy Trung Quốc ha. Có hai cấp chỉnh, 18 cấp trượt nha. Rồi cái này mở vít cũng ok nè anh em, mở vít bắn to, 14V bắn to được rồi nha. Rồi cái này em bán 300 nha anh em. Máy hoạt động full. Cái này là người ta dán dính lại luôn nha anh em. Nó người ta dán dính lại luôn rồi. Ta đóng pin rồi xong ta dán dính lại luôn rồi ha. Rồi cái này em bán 300 nha anh em, có sạc luôn nha. Sạc 14.4V nha, số 3. 300 ha. 300k. Có sạc luôn nha anh em, là một bộ nó sẵn xài luôn đó, 300k à. Ha. Không bao pin nha anh em, không bao pin. Máy bao hoạt động full, không bao pin nha. Pin này người ta đóng sẵn gì đó. Đó. Thì em mua về thấy sẵn gì đó rồi kiếm con vài chục thôi nè. 30 50 thôi ha. Rồi, máy full. Cấp chuột coi. Đó. Thấy không? Nhanh nè. Chậm, nhanh ha. Rồi, ok chưa? Đầu thay mới luôn nhìn anh em. Đó, rồi, 300k có sạc luôn nha anh em ha. Rồi cho qua luôn nha. Hãng này là hãng FER nè. Này là 14.4V. Trong này có 4 viên pin nè. Đó, với một sạc 300k. Đó, anh em về mới mua máy pin, mua về trải nghiệm đồ chơi ha. Rồi, bây giờ thấy con thứ tư con này là chắc chạy nè anh em, chạy full nè. Đó, thành ra cái có dấu nè. Em thử rồi anh em. Đâu, con chạy. Con này có 9.6V nè anh em. Em để pin 18 vô nó chạy như tên bay. Đầu kẹp này nó hơi bị dính nha. Đầu kẹp này nó không hư đâu, nhưng mà nó hơi bị dính nha. Thì anh em về đổ dầu vô anh em tháo ra nha. Đó. Rồi, máy hoạt động full. Đó. Rồi, ok. Rồi, chạy full ok ha. Rồi con này thân máy vỏ pin vậy nè anh em. Phan này là phan hai chức năng. 5 cấp trượt, 1 cấp phan nha anh em, 5 cấp trượt, 1 cấp phan. Máy chưa tháo mở gì trơn nha. Có cấp nhanh chậm luôn nè. Đầu kẹp auto lock luôn. Đầu này mấy ly đây? Đầu này đầu 10 ly nha anh em. Đầu auto lock 10 ly. Đó. Ha, rồi. Cái đầu không đủ tiền anh em ha. Rồi số 4 nha. Số 4. Thân máy vỏ pin nha anh em, thân máy vỏ pin nha. Số 4 nè. Rồi em bán 220k cộng phí ship giúp em nha, 220k cộng phí ship. Rồi cho qua luôn nha anh em, máy chưa tháo mở nha, máy chưa tháo mở. Đó, anh em về tự vệ sinh giúp em, thân máy gió pin 220, số 4 nha. Rồi em tiếp tục con số 5, dòng máy này là dòng máy 12V,
của hiệu Sheet đó nè, máy này máy của Đài Loan luôn nè, máy này của Taiwan á ha. Bây giờ chết màu rồi, bây giờ em sẽ thử sao đây, thử đại nha, thử đại coi nó không có biết cộng trừ anh em, không biết cộng trừ này, coi này còn con nè, nè cộng nè, cộng nằm trên nè, cộng nằm trên rồi, thử vô có cộng nằm trên là mình để cho mình thử luôn nè. Rồi con này em gu nhá đèn nè, nhá đèn nhá đèn rồi. Đó, chạy nè, chạy à, dơ cò nó mới dơ cò, chạy full luôn nè, điều tóc nè. Rồi máy nó còn ok nha. Rồi cái này chạy full, máy còn ok, còn đẹp anh em, còn khá ok luôn á, ha. Cái sơn đầu còn luôn nè, đó, coi đầu có gơ không? Đầu nhích nhẹ nha anh em, đầu nhích nhẹ. Rồi. Thân máy nha anh em. Thân máy 12V số 5. Thân máy 12V 180.000. Cộng phí ship giúp em nha, 180k cộng phí ship. Số 5 nha anh em. Máy chạy full, đầu nhích nhẹ, nó không có vỏ pin nha, không có vỏ pin. Đó, 180.000. Rồi tiếp tục con thứ hai 9.6V, con này chạy không? Em thử pin 18 hết nha anh em. Ồ con này chạy nè. Rồi con này chạy full nha. Chạy full 9.6V, thân máy vỏ pin con số 6 nha. Số 6. Máy chưa tháo mở nha nè, máy không có tháo mở tại số 6 không có thời gian làm anh em ơi ha. 150.000 anh em ơi, 150k máy chạy full anh em, khoan nha anh em, khoan nha, đầu đầu xét anh em ơi, mà đầu xét rồi, có đầu xét không quay được nè nè, qua được mà đầu xét quá. Rồi em bán lại 100k anh em ha, trăm con này lỗ luôn rồi ha. Rồi 100k số 6 nha anh em, 100k không thấy đầu xét anh em, mua ẩu không thấy đầu xét. 100.000 số 6. Rồi bỏ qua con đó, con số 7, con số 7 ù con này đẹp quá anh em, con này đẹp quá ta, rồi nhìn cái đầu trong đây trắng tóc trắng bóc luôn nè, nó không đầu nhích nhẹ như không nhích, nó như đầu nhích nhẹ anh em ha. Này gì 80 ly gì nè, 9.6V. bây giờ mình đút pin pin 12V vô coi. À, đúc pin 12V vô. Ủa, chạy im quá anh em. Con này không có điều tóc nha. Ủa, con này đẹp quá anh em. Con này mua về mẫu bù lon đồ ngon anh em. À, mở dần áo xe rồi á, mẫu bù lon mở mở ra. Nó không có điều tóc nha. Rồi cái này là thân máy vỏ pin nha anh em. Thân máy vỏ pin. Rồi, thân máy vỏ pin nha. Đó, thân máy vỏ pin. Con này đẹp anh em ha, nhưng mà không có điều tóc nha. Rồi số 7. Số 7 120.000. Nha anh em, 120k số 7 nha. Đó, máy này không có điều tóc, có đảo chiều nè. Máy này chạy full rồi, con này đẹp mà. Ok mà. Ha. Rồi, 120.000 nha anh em. Cộng phí ship giúp em nha. Số 7. Rồi, mình chuyển qua con số 8. Số 8 con này đẹp quá trời luôn. Con này anh em vệ sinh ra là mát trộm địa luôn á. Nè bóng đèn còn cháy luôn anh em, còn tự động nó cháy luôn nha, chứ không phải em sạc nha. Đó không, ủa con này quá ok luôn. Rồi thử ngon lạnh nè. Rồi con này thắng được tóc đầy đủ, thân máy gió pin luôn anh em ha, thân máy gió pin luôn. Cái này thân máy gió pin đây, gõ nó đây ha, thân máy gió pin. Đồ con này bắn to bá cháy luôn anh em, chạy ngon mà con này đẹp nữa, đầy đủ luôn ha, bóng đèn đồ này kia nọ đầy đủ luôn nè. Đó ha, máy chưa vệ sinh, chưa tháo mở nha, đầu cứng ngắc luôn ha. Ồ con này ngon quá, đẹp, con này vệ sinh rửa một cái là ngon lành luôn anh em ha. Rồi con này 350 nha anh em, thân máy vỏ pin nha, bóng đèn còn cháy luôn là anh em hiểu máy nó đẹp cỡ nào đó. Rồi con này số 8 350 cộng phí ship giúp em nha, cộng phí ship 30k 30.000. Rồi thân máy vỏ pin
Đó, cho anh em coi sơ cái con này đẹp anh em. Anh em nào biết xài mua con này về sử dụng nha. Băng to nè. Này là chưa có pin nha anh em. Này nãy em lấy pin này em thử nha, pin em đóng em thử nha. Rồi, thân máy vô pin 350. Cho qua luôn số 7, số 8 nha. Rồi mình qua con số 9. Số 9 lấy con này coi. Con này thầy có pin Hitachi thử luôn nè. Con này em gu. Còn chạy mà anh em. Chạy mà, đó. Rồi con này có đảo chiều không có điều tốc. Con này có đảo chiều không có điều tốc nha anh em. Để em kiếm thêm con nữa em cộng để vô luôn anh em. Chứ có con con này chạy full nè, con chạy ok 12V nè, chạy full ha. Này đầu kẹp cũng còn ngon luôn, 20 cấp trượt, một cấp phan, có cấp nhanh chậm luôn nè, đó, máy chạy full nha, chưa tháo mở nha anh em, máy này hãng của Taiwan luôn nha anh em, Taiwan luôn nha, khó lấy nét quá anh em ha, nó Taiwan đó, ha, 12V, ồ con này đẹp quá ta, rồi để em, đây, ở đây em có một cái nữa nè anh em, ảnh nữa nè, vỏ pin giống nhau nè. Bây giờ mình kẹp vô con này chạy không? Con này bị kẹt cò anh em ơi, con này kẹt cò. Rồi, kẹt cò ha. Con này kẹt cò ha, coi như là sát đi ha. Đó, con này coi như sát đi. Rồi, hai con 250 nha anh em. Chú chín. Chú chín hai con. Hai thân ha, để chứ hai thân không có vỏ pin nha anh em, 250k đó, 250k hai con, ok chưa, tại vì hai con này giống nhau nè anh em, về cứu con này tháo vệ sinh cò này kia nọ ra, còn con này thì chạy ok nè. Rồi hai con 250 nha anh em, cộng phí ship giúp em nha. Con này là đầu không kẹt, mấy con đẹp. Rồi 250 hai con. Con này chạy phải không, chạy phải không, chạy mình lấy con này. Rồi con này thắng được tốc đầy đủ nè. Đó. Rồi thân máy hai con, kiếm cái vỏ pin nhét vô, hai con một vỏ pin. Hai con một vỏ pin ha. Đó, rồi. Em bán hai con này 9.6V, để pin 12V vẫn chạy bình thường. Anh em đóng lên cũng là 12V nha. Đó, thì con này với con này hai con. Rồi bán 350 anh em. 350 hai con. Số 10 ô số 9 hả? Số 10. Số 9 cái này số 9 nha anh em, hai thân là số 9 nha. Số 9 nè. Rồi cái này là số 10 nha anh em, số 10. 350. Đó, 350k hai thân. Để vô hai thân. Đó, hai thân ha, hai thân 350, máy chèo hoạt động ok, hai thân máy một vỏ pin ha, máy hoạt động ok, còn con này thì không có điều tốc nhưng mà chạy ok nè. Rồi 350 nha anh em, rồi cho qua luôn nha. Tiếp tục em cứ coi số khác anh em, thì cái này đây, con này là con 12V, tiếp tục không có vỏ pin luôn nha anh em, không có vỏ pin luôn, con này chắc chạy ok anh em, tại vì con này đẹp nha, quá đẹp luôn, mới bãi vậy là quá là ok đó anh em. Máy này máy có thang nha. Rồi nhét vô kẹp. Điều tóc. Rồi chạy ok anh em ha, motor còn trắng bóc nè, đó máy còn tem này luôn nè, đó tại vì anh em thử 18V cho nên anh em không có thử nhiều anh em, đầu cứng ngắc nha anh em, không gơ nha. Rồi thân máy, thân máy không có vỏ pin nha. Còn anh em nào muốn mua đế chuyển thì cứ alo em cái đế chuyển 35.000 nha. Anh em mua cái đế chuyển về gắn vô đây nè nè. Đó. Em lấy cái đế chuyển. Nha, anh em mua cái đế chuyển này nè, 35.000 ha. Anh em nhét vô đây vậy nè, đó anh em gắn vô đây. Đó, anh em xài pin Makita luôn nha, xài pin Makita luôn. Xài pin Makita này luôn. Đó anh em gắn vô vậy nè, anh em xài pin Makita luôn. Cái này là 12V nha. Cái vỏ pin Makita này em vẫn có đóng 12V luôn nha anh em ha. Đó. Nhưng em sẽ không gắn đế chuyển cho anh em nha, anh em về tự gắn nha. Rồi cái này là con số 11 nha, số 11 200k.
200k cộng phí ship nha anh em ha. 200k cộng phí ship nha. 200 cộng phí ship giúp em. Thân máy nha, không có gió pin nha, máy còn đẹp, còn ngon, 12V. Vít đầu không gơ nha, ngon, con này ok. Rồi 200 số 11 nha anh em, cho qua luôn. Tiếp tục mình sẽ tới số 12. Số 12 là con gì đây? À con Nati anh em, Nati em còn con Nati này à. Đó. Anh em muốn mua vỏ pin em có vỏ pin luôn nha. Cái vỏ pin mới vậy này là 60.000, còn cái này là pin của em. Em đóng để em thử máy á. Dạ. Yeah. Dơ, nó bị dơ, nó không chạy. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ nó không chạy, nó bị dơ cái chân, bây giờ mình không thể chùi được thì mình sẽ thử bản này nè. Nó bị dơ chân á. Chân tiếp xúc nó kém á nè. Rồi, ok, chạy ngon lành. Con này mắc in da băng luôn á anh em. Con này mắc in da băng luôn á, 105 nè. À, con này là dòng máy có thang 21 cấp trượt, 1 cấp phan ha, với 1 cấp nhanh chậm nè. Đầu kẹp là 10 ly. Đầu kẹp có hơi bị kẹt nha. Đầu kẹp có hơi bị kẹt ha. Rồi, anh em bán thân máy nha anh em, thân máy. Con này của Nationan nha anh em, thân máy 12V. Thân máy 12V của Nati, em không có tháo mở nha anh em. Rồi, con này em bán 150 nha anh em, số 12. 150. 150k nha, cộng phí ship giúp em nha, 150k cộng phí ship. Còn anh em nào mua vỏ pin thì cái 60 nha anh em. Vỏ pin thì vỏ pin mới á, vỏ pin này nè. Đó, vỏ pin chưa đóng gì nè, đó là 60 ha. Rồi. Còn cái này là số 12. 150.000, thân máy nha, chưa có vỏ pin nha anh em. 12V. Rồi cho qua luôn nha anh em. Rồi tới số 13. Số 13 là anh Hitachi nè anh em, Hitachi. Con này không chạy anh em. Dạ, ây da, kẹt. Bây giờ mình không chạy là mình phải thử bằng cái này nè. Tại vì cái chân tiếp xúc nó bị kém á, cho nên là chân tiếp xúc bị kém mình khi mình kẹp nó mới chạy anh em. Chứ mình thử bình thường nó không chạy đâu. Mình về mình phải vệ sinh ra rồi mình mới chạy được. Rồi con này em gu nha anh em. Em gu. Rồi em gu thì em sẽ bán một cặp. Đây con này. Giống nhau luôn. Không chạy giống nhau luôn hả? Chạy anh em. Rồi hai con. Con này chạy, con này không chạy nha. Con này không chạy, con này em gu nha. Rồi em bán hai thân 300k. Bán hai thân máy 300k nha anh em. Hai thân 300, con số 13. Số 13 nè. Hai thân. Để chữ thân luôn đây anh em cho dễ nhớ ha. Hai thân máy 300. Cộng phí ship giúp em nha. Cộng phí ship 30.000 nha, hai thân máy. Con này hoạt động ok, full chưa vệ sinh. Hai thân máy nè, 300k. Còn con này em gu. Đó, anh em về nghiên cứu nha, hai thân 300, không có vỏ pin nha. Anh em nào mua vỏ pin thì 60.000 nữa anh em ha. Hai thân máy 300. Đó, anh em muốn chọn nào anh em chọn nha. Anh em chọn số giúp em nha. Rồi số 13 em cho qua nha. Em giới thiệu nhanh gọn lẹ tại máy em chưa vệ sinh như trên. Em thử chạy là em bán thôi anh em. Kiếm con 20, 30 thôi nè. Em nói thẳng là vậy á. Cái này con này có giờ hoạt động ok full nè. Tại vì em có tháo em thử á. Đây em thử pin 18V hơi lớn nha nè. Đây là pin 14 thôi. Pin 14 rồi nè, quên nãy giờ. Ha, pin 14 thôi. Nè. Rồi con này thân máy gió pin chạy hoạt động ok nha anh em, thân máy gió pin. Con này phan không kẹt, đầu kẹp 10 ly, 20 cấp trượt, 1 cấp phan, cấp nhanh chậm nha. Rồi con này em bán 200, thân máy gió pin, máy hoạt động ok nha. Có điều tóc cho anh em luôn nha. Có điều tóc nha, số 14. Số 14. Nha, 200k thân máy gió pin nha anh em. 200k thân máy gió pin, máy hoạt động ok, chưa vệ sinh. Anh em về tự vệ sinh giúp em. Này 9.6V anh em. Em kiếm cái vỏ pin cái nữa nha. Rồi không thấy vỏ pin luôn. Không thấy vỏ pin tính sao đi anh em ha. Rồi cái này. Ôi nó không có vỏ pin anh em ơi, 150 đi. Không có vỏ pin, lộn em lộn ha, 150k. Để em tháo cái này ra luôn. Số 14 nè. 150k nha anh em.
đây 150k, thân máy không có vỏ pin, máy hoạt động full, điều tốc thắng đầy đủ ha, chạy ngon lành, đầu không kẹt. Rồi tới số 15, số 15 là em có con này. Rồi con này hả, con này đầu không kẹt nè, máy hên xui, tại vì không có thử được, không được được thì bán hên xui. Rồi số 15, rồi 70.000, 70k nha anh em. Đó, anh em nào mà muốn bao chạy thì thêm 30.000 nữa em bao chạy cho 100.000 ha. Còn giờ là hên xui. Đó, 70k. Rồi cho qua luôn nha anh em. Con này đầu không kẹt, máy quay được nè, đảo chiều nè, đảo chiều còn im nè. Cò bóp còn ngon lành nè, đó. Con này là 7.2V nó nhiêu? 4.8V anh em ha. Rồi con này 70.000 nha anh em. 70.000 lấy cái đầu đủ tiền anh em, tại cái đầu nó đầu xịn đó. Con máy này của Taiwan hay gì á, của Tokyo gì. Con này của Taiwan hay gì anh em, máy này của Đài Loan ha. Rồi máy chưa tháo mở nha anh em, không có tháo mở. Rồi cho qua luôn nha anh em, số 10, số 15. Rồi tiếp tục nha anh em, tiếp tục là con này con này hàng hệ anh em ha. Đó, hàng hệ, con này là dòng 14V của Black Decker nè anh em ha, dòng này của Mỹ anh em, này này của Mỹ á, 14V, 14V không có vỏ pin, không biết vỏ pin thì thử sao, không vỏ pin mà khó kẹp nữa sao thử. Hả? 200 anh em, không có bao 200. Anh em nào cho em thêm 70 nữa em bao sống nha. Số 16, số 16 200k, không bao ha, không bao. Đó, thêm 70 nữa, 10k nữa bao. Đó, ok chưa, 200k là không bao nha anh em, mà thêm 70k nữa là em bao nha, bao chạy, bao full. Ở này có nút điều tốc, có chỉnh luôn nè anh em, tắt mở đèn luôn nè, nó có chỉnh lực luôn. Ồ, con này 200.000 là hơi bị xịn nha, có 3 cấp chỉnh luôn nè, đúng không, cộng trừ nè, cấp chỉnh đây nữa nè. Đó, ở đây có nút tắt mở đèn nè, đúng không, bóng bấm hoạt động ok nha. Con này còn đẹp nha, con này còn đẹp, còn ok nha. Đầu không có gơ nha anh em, nước sơn còn ngon lành nha anh em. Đó, đó, ok chưa, không có vỏ pin nha anh em. Rồi 200k không bao, 70k nữa là bao sống, chạy full, thêm 70.000 nữa. Rồi ok em cho qua nha, số 16. Rồi tới số 17, số 17 thì em có con, một con Hitachi, Hitachi dính sơn, máy không than. Đó, máy không than nha anh em, hoạt động ok full. Đầu coi, đầu nhích nhẹ nè, nhích rất là nhẹ nha, đầu nhích rất là nhẹ, chạy full. Tem đây 14DBL2. Ồ, con này ngon, chạy 2600 vòng hay gì nè, 2800 luôn anh em. Thông thường nó là 26, con này sao 2800 ra. Rồi có chỉnh cấp lực luôn nha, chỉnh lực là chỉnh bên đây, mình bấm bên đây nè, 1 nè, 2 3 4 ha. Rồi mở đèn nè, mở đèn nè anh em, tắt đèn nè, mở đèn nè, mở đèn chủ động nha. Con này là báo pin nè, đó báo pin nè, máy hoạt động full, con cái chưa vệ sinh, chưa tháo mở cho anh, cho anh em. Máy này lấy từ công xuống luôn nha, chứ không phải là từ bãi đâu nha anh em. Máy này máy từ công xuống nha. Rồi con này hoạt động full ok, thân máy 700 nha anh em, thân máy con này 700 nha, thân máy 700. Còn anh em nào mua pin sạc nó thì thêm 500 nữa nha anh em, pin sạc 500 nữa. Thân máy số 17, số 17 700, bao chạy full ok, đầu không gơ, đầu chỉ nhích nhẹ sơ thôi anh em ha. Rồi thân máy 700 đó, con này quá ok luôn nè, con cái chưa vệ sinh, máy này tự công xuống nè, em không có vệ sinh em tháo mở hết trơn á ha. Rồi ở đây em có một con đầu khía nè anh em, đầu khía đó, bao hoạt động ngon lành nha. Thân máy đó, em bán thân máy không có vỏ pin nha, tại em có cục pin em đóng rồi, cho nên là em bán thân máy vỏ pin nha. Ở thân máy không có vỏ pin nha anh em, đầu không gơ nha anh em, máy còn đẹp nha, máy chưa vệ sinh chưa tháo mở cho anh em, 6919 nè, tem còn ngon lành nè anh em, thấy không, tem mà còn miếng giấy trên này luôn là anh em biết nó xịn rồi đó. Đó ha, nước sơn cũng vẫn còn ok, đầu không gơ nha, máy hoạt động full, có móc treo cho anh em đầy đủ luôn. Rồi con này thân máy 350 nha anh em, thân máy 350,
thân máy 350, còn pin này á là 380 ha, bảo hành 3 tháng, pin á bảo hành 3 tháng là 380 nè, thân máy là 350, pin là 380, sạc 50, ok chưa. Rồi cái này là em ghi số 18 nha anh em, số 18 thân máy, thân 350k, ok chưa anh em, máy là ngon nè, vệ sinh ra là nhức nách luôn á, không nhức nách đâu anh em, cũng xài thường thôi, nói chung là nó liền lạc thôi, nó cho nó ngon thôi chứ nó chưa vệ sinh, nó hơi dơ. Rồi thân máy 350 nha anh em, chạy full chạy khỏe nha, thân máy 350 số 18 cho qua luôn nha. Rồi tiếp tục em sẽ có con những cái con khác, con này, con này là 134 nha anh em, 134 x2 nha nè, 134D x2 ha, máy 14V, nó hàng này hàng xuất Nhật, 3200 vòng khúc nha anh em ha, máy ngon lành, máy này đã vệ sinh rồi nè, có con này vệ sinh rồi, còn con chưa vệ sinh, con này vệ sinh rồi, em bán thân máy nha anh em, thân máy 600, máy này vệ sinh rồi, thân máy 600, số 19, 600k, đó, bao hoạt động full ok nha, em thử cho anh em xem, anh em thấy rồi đó, ngon lành nha anh em, điều tốc nè, đảo chiều, đầu nhích nhẹ thôi nha anh em, con này cò hơi dơ anh em, con này cò hơi dơ nha, con này hơi dơ cò nha anh em, tại mình vệ sinh rồi nhưng không có vệ sinh được cò anh em. Rồi em bán thân máy 550 nha anh em, em bớt 50 để cho anh em về vệ sinh cò nha. Số 19 550k nha anh em, con này mới có bằng 130 anh em, 130 dòng thấp hơn này nhiều anh em, nhưng mà chưa, nó bị dơ cò cho nên là anh em về tự vệ sinh nha. Rồi thân máy 550 nha anh em, thân máy chưa pin sạc nha, này em có mài cái góc chỗ này nè, đừng mình đút cục pin 14 sạc outer vô được nè, đó thấy không, đó, em có mài chỗ góc này nè, đó không thôi là đúng ra là mình phải xài cục pin zin nó mới ấy vô đây, tại nó có cái gờ lòi ra ngoài xíu nè, cục pin zin nó sẽ bị thục cái này xíu, nhưng mà adapter thì nó sẽ bằng, cho nên là mình phải mài xíu gì đó, đó mấy con đẹp nha anh em, tại em còn ngon lành nha. Rồi thân máy 550 nha anh em. Rồi tiếp tục em sẽ có con 134 tiếp anh em ha. Thì 134 này anh em thấy cảm thấy mình xài pin 14 mà chưa đã, anh em bút pin 18 cho em thoải mái, anh em xài vô tư. Con này không có thắng nè, con này chưa vệ sinh nha anh em, con này chưa vệ sinh, chưa tháo mở luôn nha anh em. Đó, cái này là 134 DX2 luôn nè, hai con giống nhau nè ha, em để pin 18 vô luôn nè, đó pin 18 luôn nè, thấy không, pin 18, pin này pin 4A ha, máy này chưa vệ sinh nha, đầu còn xét luôn nè, coi đầu có gơ không, cũng giống con kia nha anh em, nhích nhẹ thôi. Con này mất thắng nha anh em, chưa, tại lâu quá không xài á. Điều tốc nè. Rồi con này chưa vệ sinh em bán 500 nha anh em. Con này bị mất thắng, anh em xài vài bữa nó có thắng lại nha, chứ không phải là nó mất luôn đâu. Tại vì cái thắng của nó lâu ngày, chân tiếp xúc nó chỉ cần bụp vô vậy là nó thắng nè. Nhưng mà giờ cái chân tiếp xúc nó bị oxy quá, xét chút hay là cái gì đó không biết, nhưng mà nó bị mất thắng ha. Rồi thì ngon lành, nói chung là con này ngon lành nè, chưa vệ sinh, chưa tháo mở luôn. 500 số 20 500k, đó 500 để pin 18 vô xài cho nó sướng nè, đó chưa vệ sinh nha, mấy con này em cũng mài cái dấu này luôn nha, cũng mài cái dấu chỗ này luôn nè, đó hai con giống nhau, mài giống nhau mới để pin 18 với pin 14 sạc adapter vô được nha anh em ha. Rồi số 20 nha anh em, số 20 con 500, 134 chưa vệ sinh. Rồi em cho qua luôn nha anh em ha. Rồi tiếp tục thì em có một con mắt là 144 nha anh em, đó 144 thì máy này hoạt động ok full nha, ngon lành, chưa vệ sinh luôn, chưa tháo mở luôn, nguyên bản zin luôn, có chỉnh lực trên cò luôn, khi mà anh em muốn chỉnh lực trên cò thì anh em sẽ gài cái lẫy này ngay giữa này nè, sẽ có lại gài lẫy ngay giữa nè, đó gài ngay giữa vậy nè, chứ không phải là qua bên đây hay là qua bên đây nha,
càng ngay giữa anh em chỉnh cò ha, chỉnh lực nha, chỉnh lực nè, mình bấm ngay cái cò thôi, mình bấm ngay cò thôi chứ nó sẽ nhảy số nha. 1 2 3 4 là thấy không, 1 2 3 4 thấy không. Còn nếu mà anh em muốn chỉnh cò mà anh em muốn vừa bắn vừa chỉnh cò luôn á là anh em sẽ chỉnh nút dưới này, 1 3 2 1 ha. Đèn nè, chỉnh chế độ sáng tối nè anh em, đó có 3 chế độ ha, 1 2 3 2 3 đó. Rồi mình chỉnh cái cao nhất nè, đó máy hoạt động ok, đầu cũng nhích nhẹ nha nè, đầu cũng nhích nhẹ thôi, con này mắc in da băng luôn nè, có nhật luôn ha, con này còn đẹp liền lạc ha, chưa vệ sinh nha, chưa không có rửa gáy rửa gì trơn anh em, đó con này ngon. Rồi thân máy con này ăn chịu nha anh em, thân máy nha anh em, cái chữ này còn anh em thấy không, nó đẹp á, là chữ này còn, con này mà tháo ra không chừng sáng giới luôn á anh em. Rồi thân máy 1 triệu, mắc 14V nha anh em, mắc 14V nha anh em ha. Đó anh em là mua pin sạc thì em tính sau nha, giờ trước mắt em sẽ bán thân máy, tại giờ anh em có pin nhiều lắm cho nên em bán thân máy nha. Rồi số 21 nha anh em, số 21, rồi 1 triệu, 1 triệu nha anh em, thân máy hoạt động ok, full ngon lành. Rồi tiếp tục bỏ con mắt qua một bên, đây còn rất nhiều anh em, anh em xem video từ từ giúp em. Đây con này vệ sinh rồi nè anh em, vệ sinh rồi ha, con này vệ sinh rồi. Rồi con này chưa, rồi con này em bán 550 nha anh em, con này là thân máy ok ha, tại cái rồi, con này 550 nha anh em, 14V, máy Hitachi 14V, tem nó đây anh em, tem mới dảnh lên gì nè, đó vệ sinh rồi tem mới dảnh lên gì đó, 14V nè, không tua nó là 2006 anh em ha, 14DS. Rồi 550k số 22 550k cho thân máy nha anh em. Nè thân máy có cản cò luôn nha anh em, đảo chiều thắng điều tốc đầy đủ ngon lành, đầu không gơ nha anh em, đầu không gơ ngon lành hết. Nói chung là con này cái dần mua về để pin là mình sử dụng nha. Rồi con này em bán là 550 nha anh em ha, thân máy 550k chưa bao gồm pin sạc và chưa bao gồm phí vận chuyển luôn nha. Nó mà cái này là trên 500 là em đã bao ship nha anh em, trên 500 là em đã bao ship đó, ngon lành anh em ơi, con này chạy ok ha. Rồi còn con này là con máy không chỗ than, con này DDL nè, đem tắt đèn cho anh em ha, con này chức năng nhiều hơn. Đây 1 2 3 3 4 nè, 1 2 3 4 nè ha, máy chạy full ngon lành, máy đẹp nha, con này máy đẹp ha. Rồi con này là em bán chạy full chức năng ok cho anh em. Rồi con này DDL số 23 1 triệu 1 anh em, 1 triệu 100k ha. Đó anh em mua pin sạc tính sau nha, cái này em bán trước, trước tiên là thân máy anh em, 1 triệu 100k, máy ok ngon lành đẹp, 23 nha anh em, mã số 23, 1 triệu 100k nha, máy ngon lành đẹp anh em, nói chung là mua là xứng đáng đồng tiền luôn á con này á ha. Rồi câu qua luôn, thân máy 1 triệu 1. Rồi đây con máy mài Hitachi nè anh em, máy mài Hitachi lấy pin ra cái anh em ha, máy mài Hitachi, con này chưa vệ sinh nha anh em, không có tán luôn, có nắp bảo vệ không có tán nha, này chưa vệ sinh, chưa tháo mở luôn, máy còn rất là dơ. Dòng này là dòng 14V nha anh em, chạy 9.000 vòng phút nè. Đó, cái lằn này không phải lằn nước đâu nha anh em, cái lằn này là cái lằn của cái lằn này nè, đó nó đi ngang qua đây luôn nè, chứ không phải lằn nước nha, đi ngang qua tới bên đây luôn nè, đó thấy không, bao pin coi thấy không, bao pin nè, đó máy hoạt động ok. Ồ chóc lỗ cao su đây nè, chóc lỗ cao su đây. Rồi thân máy này em bán 400 nha anh em, 400k số 24
400 400k nha anh em. Nó không có tán, thân máy 400, số 24 nha. Đó, cái này chưa tháo mở chưa, nói chung là công về sao em để như vậy. Rồi tiếp tục thì em sẽ có con máy mài 18V nè, 18V này 900 900, 18V nha anh em. Máy còn nguyên bản zin hết luôn nha, chưa tháo mở luôn nha, chưa tháo mở tại vì em không có thời gian làm đâu nè. Bây giờ em sẽ để pin 18 vô. Này là máy 18 thì mình sẽ để pin 18. Đó, anh em thấy chớp đèn không? Là tức như mạch zin đó anh em, mạch zin nó chớp đèn vậy đó. Nè, trước khi để vô nó chớp đèn vậy đó, ha. Nè. Đó. Cái này là tại vì em để cái đá nó bị qua nè anh em, để cái đá bị qua nó. Đá nó bị qua nó. Nè. Rồi dòng 18V không cho lộn, có thang nha anh em. Dòng này dòng có thang. Thì thay thang, thay ở đây, thang 440 anh em, thay ra đây. Máy còn nguyên zin hết trơn nha, chưa tháo mở gì hết trơn á. Đó. Nó để vô là chạy luôn. Rồi thân máy 900 nha anh em. Số 25. Anh em thấy ngốc không? Ngốc nhìn là biết chưa tháo mở nha anh em ha. Em bao với anh em mà chưa tháo mở mà. Nói chung là vậy đi. Nói chung là zin nguyên bản anh em ha. Rồi số 25. Số 25 900k. Chuyển khoản bao ship hết luôn nha anh em. Con nào bên nào cái gì mua món hàng nào trong cái hàng bãi này bên chuyển khoản là em bao ship hết luôn nha. Mã số 25 900k nha anh em, thân máy mài. Có tán nè, có nắp chụp nè. Đó, không có đầu mở nha. Không có đầu mở đá này nha. Rồi 18V 900. Nguyên bản zin hết luôn. Rồi cho qua. Rồi thân này á là thân 14V. Bị nứt, bị cấn anh em, nhưng mà bên trong phụ kiện là còn nguyên hết nha anh em. Con này thì tem đẹp hơn, tem nó đẹp hơn. Hàng xuất Nhật luôn. Đó, mã nó là GA4400 nha anh em, DC14V chạy 10.000 vòng nè anh em ha. Đó, bây giờ mình sẽ thử pin 14 nha. Nó bị cấn đồ, bị móp nè anh em, chứ bên thân máy cái này anh em về phải thay vỏ hoặc là anh em phải gia cố lại nè. Nó bị mất một cái nắp thang bên đây nè anh em. Mất một cái nắp thứ này nè. Bên đây ha. Rồi. Để pin 14 vô. Ồ, cái chân này bị quẹo luôn em. Nó chân bị quẹo luôn. Để pin 14 vô coi vô không. Hơi khó vô thôi. Mạch zin luôn nha. Mạch zin chưa tháo mở hết trơn á nè. Để pin vô nó hơi ấy nha. Cái này chắc anh em về thay vỏ chứ phụ kiện bên trong còn nguyên nha. Đó. Hoạt động ok anh em, tại nó bị cấn cái vỏ bị cong á, cho nên là nó không chạy được trơn tru đâu. Rồi, cái này. Ây da. Rồi em bán cái thân này gãy vỏ. Bên trong còn nguyên chân nha anh em, thang bọng còn ngon lạnh chân nha. Đuôi thang cổ góp rồi thoải mái luôn, còn ngon lạnh chân nha anh em ha. Con này như em có tháo ra rồi nè. Rồi, con này số 26. Rồi, thân máy 400 nha anh em. Thân máy 400k bằng con Hitachi luôn, nhưng con Hitachi như nó nguyên. Rồi, thân máy mài này cũng 400. 24 nè. Con này cũng 400 mà bị gãy vỏ nè. Đó ha. Rồi 400. Mất một cái nắp thang. Gãy cái vỏ. Không có tán ha. Rồi. Rồi để em kiếm thêm mấy bãi đây. Đây còn con cưa cắt. Anh em cưa Nationan nè. Ha, Nationan 12V. Đây. Rồi máy hoạt động full nha anh em ha. Rồi cái này em bán thân máy nha anh em, thân máy nha 300. Máy hoạt động full. Tem nó lên nè. Tem nó nè. Nó tem nó đây nè. Mắc in dao băng luôn, chạy là EZ3502. Chạy đá lưỡi nó là 110. Ha, 20A. Đó ha, rồi con này con này 300 nha anh em, thân máy. Con này là Panasonic anh em. Nó cũng là chung với Nationan luôn anh em. Anh em của Nationan đó ha. Rồi, cái này là thân máy 300 nha anh em, số 27. 27, 300k. Chưa có vỏ pin nha anh em. Chưa có vỏ pin nha. Đó. Tặng cho anh em một cái lưỡi luôn nè. Lưỡi mới mua nè.
anh em về cắt rắn ép là ngon lắm nha anh em. Con này cắt rắn ép là rắn ép hai phân là vô tư luôn, vừa luôn anh em ha. Đó rồi 300 thân máy tặng cái lưỡi ha. Rồi để em kiếm thêm còn anh em. Rồi thì anh em cần cái món nào bên trong này thì em sẽ giới thiệu thêm nha anh em ha. Thì đây em có vít 36V có hai con nè anh em ha, hai con đó, một thân 1,2 triệu ha, máy chạy full nha anh em ha. Nè 40V 36V đó nè, đó có pin có vỏ có sạc đầy đủ nha. Rồi con này là con máy đây, này là 002 dòng vít TD002 có 40V luôn nha anh em, mắc in ra băng luôn nha. Anh em nào cần bên trong thì cứ alo cho em, thì trong đó những con đó nó hơi cao giá xíu, còn những bên này thì nó rẻ hơn đó. Anh em nào sử dụng đi công trình thì nên mua dòng này thôi đó, dòng này thôi về mình sử dụng nha. Khoan thì dưới đó em còn khoan ba chức năng rồi ha. Thì đợt sau em sẽ giới thiệu cho anh em xem những phần ấy đó ha, phần pin vỏ mạch này kia nọ các kiểu nha, linh kiện nha anh em ha. Thì đợt này em giới thiệu máy thì mong anh em thương và ủng hộ giúp em. Anh em cần vỏ pin vỏ 10 cell 15 cell với lại vỏ 20 cell với lại vỏ 217 rồi em có nha anh em ha. Mạch 5S80A, mạch 3S 2S em có đủ nha anh em ha. Đó thì anh em xem video đi, xem từ từ giúp em, coi nào được thì anh em ủng hộ giúp em chân thành cảm ơn nha. Thì số điện thoại nằm góc trái màn hình, anh em có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại đó giúp em nha. Anh em có cái thỏi lá của Ryobi nè anh em, thỏi này nó mạnh lắm nha anh em, cái thỏi này nó mạnh nhưng mà con cái nó hơi hú nha, tại vì nó mạnh quá, nó quay quá nó hú. Đây em có đèn led luôn nha anh em, đèn led có chân đầu quát với lại chân Makita đó, có hai loại đó anh em ha. Rồi vỏ pin nè, vỏ Nati, vỏ Hitachi 12V, vỏ Ryobi đó. Đó vỏ thì có rất nhiều loại anh em ơi, thì vỏ có đế chuyển nha anh em, đế chuyển Makita nó vỏ là vỏ Nati đó anh em ha. Nó sạc 3S 2S đồ các kiểu nè, đế chuyển nè. Đợt sau em giới thiệu phần này nha anh em ha. Rồi giấy đó thì mét 12.000, anh em nào mua 10 mét thì em để 10.000 nha. Giấy đó đó, giấy đó là cái gì, bề ngang đó là 7 phân bằng viên pin 18650 nha anh em ha. Giấy đó còn laser nè anh em, với lại ở đây nó sạc Hitachi, sạc này kia nọ các kiểu. Thì có được đợt sau cái cưa xích này đã nè, cưa xích này cắt cưa xích 40V nhưng mà máy không than nhưng mà nó cắt được gỗ bao cú tắc là bình thường. Thì để hôm nào em quay một cái video để gửi cho anh em ha. Mua lông thì còn anh em nào cần mua lông 18V thì đây có nè anh em, 380 nè, 550 nè, 700 nè, 1000 nè, nó 1000 nếu nha anh em ha. Rồi cưa xích dòng có thang nè đó. Rồi bu lông này là bu lông 450 nè anh em ha. Đó rồi thì thôi thì chắc em video cũng khá dài, chắc em kết thúc video đây. Thì cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Anh em thương em trong xin một like được đăng ký, em chân thành cảm ơn em rất nhiều nha. Thôi chào anh em, hẹn anh em lại video tiếp theo nha.